Vâng, em chào các bác nhé. Nên em về được một con Crown Macrotech 502BZ hàng bãi nhé. Đây chỉ có hàng bãi thôi nha các bác. Muốn sưu tầm những con này phải chờ, cũng như là có được nó về hàng mới có được những con hàng khủng này nha. 502BZ đẹp xuất sắc nha. Đây là cái nắp của nó. Đây, chờ nghĩa là còn nguyên xuất sắc nha. Bên trong đây là cấu hình của nó là hai chạy hai tăng phô xuyến nha. Chạy sò vương miệng và là phần bo xử lý âm thanh đặc trưng của những dòng khủng long. Đây, máy đẹp xuất sắc cái nha, tất cả bao zin thế nha các bác. Xuất sắc. Con là đỉnh top của nhà Crown rồi. 3600VZ và 5000VZ và 5002VZ là ba con hàng khủng. Hiện tại ba model này rất là hiếm hàng các bác. Trong thời điểm cận Tết bây giờ không có hàng như 3600VZ bây giờ. Không có hàng luôn các bác. Hàng bãi nha. Có nghĩa là hàng chất Mỹ á, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Các bác đã sưu tầm và chơi những con này thì không cần phải lăng tăng đổi đẩy nữa. Tại vì con này là khủng rồi. Con này là bản cao nha, bản trạm loa bắp chuối này, dây nguồn theo máy này. Series là 751 nha các bác, series 751 nha. Đường tiêu vào là có 6 ly 35. Bên em có tặng kèm một bộ dây 35 cho các bác nha. Dây nguồn theo máy nha, rất là lớn. Bác nào lấy con này alo cho em. Kỳ cuối năm về được con này, bác nào muốn lấy và sở hữu và trưng bày tốt thì cứ alo cho em. Chơi những cặp loa phun đôi, những cặp loa lớn như JBL, Boss vân vân, Crown đánh Boss thì quá tuyệt vời rồi. Quán chắc 3-4 cặp Boss 651. Còn những cặp full 40, full 40 đôi rồi các bác. Hoặc là bác chơi một con súp hơi chập quốc thêm một cặp full 40. Đánh cấp của Crown thì 502VZ sẽ không bao giờ làm các bác thất vọng về âm thanh, độ mượt mà và độ sạch sẽ chắc tiếng của Crown thì vẫn là đánh cấp. Bác nào lấy thì alo cho em, giá em để cuối năm là 32.500 nha. 32.500 đã bao gồm phí ship, bác nào chốt thì alo cho em nha. Chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 300.000, còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu trở lên là em ship hàng nha. Chỉ có một con duy nhất trong cuối năm nay. Máy sạch sẽ cho bao zin hết nha. Từng mẫu hàng là mộc mạc hết nha. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Đây là hai số điện thoại chính của em nha. Bác là chốt con Crown 502VZ. Về cuối năm này thì alo cho em nha.